Chào các bạn. Trong video này thầy gửi đến các bạn một câu thuộc vấn đề ST của chương trình Hóa học lớp 12 đề như sau. Hỗn hợp M gồm hai cái te, X đơn chất và Y là hai chất. XY chỉ chứa nhóm chất ST mà thở. Đốt cháy hoàn toàn Argam M trong khí oxy dư. Người ta cho Argam M gồm có XY đốt cháy trong oxy dư thì thu được nước CO2 này, nước này, và trong này có oxy dư nữa. CO2 chúng ta là 2,5 mol, và khác cùng A gam M ta dùng vừa đủ với NaOH. M gồm XY cộng NaOH thì thu được 47,2 gam hỗn hợp Z gồm 2 mũi và hỗn hợp T gồm 2 ancol. Thu được Z gồm 2 mũi và T là gồm 2 ancol. Z để cho chúng ta là 2 mũi và T là 2 ancol. Rồi, 2 ancol này đều có khả năng tách nước tạo anken. Cho vậy điều kiện ở đây nó sẽ khác CH3OH. Tiếp, đốt cháy hoàn toàn 47,2 gam Z. Đây, 47,2 gam Z. Chúng ta thực hiện phản cháy. Chúng ta thu được hỗn hợp gồm có nước Na2CO3 và CO2. Ở đây em sẽ tính được Na2CO3. Lấy 37,1 dm lớn của Na2CO3 thì số mol đây là bằng 0,35 mol. Tiếp, chúng ta tính mol của CO2, lấy 15,4 chia 44, 0,35. Rồi chúng ta nghe kỹ. Theo bảo toàn natri thì natri chúng ta trước nằm trong NaOH, sau nằm trong dễ vật, cuối cùng nằm ở Na2CO3. Như vậy số mol natri đây, mol NaOH đây bây giờ sẽ bằng 0,7. Lấy 0,35 nhân 2 là 0,7. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta sẽ tính được số C có trong mol C có trong M. Mol C có trong M thì sẽ được tính như sau. Rồi chúng ta thấy là M của chúng ta, số C bây giờ sẽ về trong Z và trong T, đúng không ạ? Mà ở đây chúng ta có số mol hàng này rồi. Ở đây chúng ta sẽ tìm số mol của ở trong Z thôi, bởi vì T chúng ta chưa có nên không thể tìm được trong M. Được chưa? Ở đây chúng ta tìm trong Z em nhé. Mol C trong Z sẽ bằng 0,35 của Na2CO3 cộng cho 0,35 của CO2, tức là 0,7. Rồi bạn nghe kỹ. Như vậy ở đây chúng ta có một điều nhận xét quan trọng, đó là mol của NaOH thì đúng bằng mol của C có trong Z, và C trong Z thì nằm ở trong muối, đúng không? Điều này chứng tỏ chúng ta sẽ tạo ra hai muối. Và chúng ta lưu ý là một thằng ở đây là đơn chất và một thằng là hai chất. Đơn chất chúng ta là COONa, còn hai chất chúng ta là COONa, COONa. Bây giờ nếu đây là hydro thì mol C đúng bằng mol Na, còn nếu nó đây là CH3 thì mol C với mol Na là khác nhau. Tương tự như vậy, nếu ở đây em có thêm một C nữa thì số C của mol C và mol Na không bằng nhau. Như vậy hai mũi chúng ta dự đoán được là HCONa và COONa. Số mol ở đây mình cho nó là A mol, đây là B mol. Cái đó chúng ta có hệ phương trình. Hệ phương trình đó là bảo toàn natri A cộng 2B bằng 0,7. Hệ phương trình thứ hai,
1 này, 2B này, 0,7 này. Tiếp HCONA, CONA tất cả 2, 44 cộng 23 tất cả nhân 2. Và thế đề cho là 47,2. 7,2. Đây 47,2 này. 68x134 68A 134B 47,2. Từ đây em sẽ tính được x bằng 0,3, y bằng 0,2, 0,3 và 0,2. Rồi, ở đây mình cho nó là A rồi đúng không? Thì chúng ta né ra đi, đặt ở đây đi cho nó khỏi trùng. Ở đây. Rồi, tiếp tục. Khi chúng ta tìm được hai mũi này rồi đúng không? Còn có dữ kiện nào chúng ta chưa khai thác nữa? Khi chúng ta tìm được hai mũi này rồi. Mấu chốt ở đây em ơi, mấu chốt yêu cầu chúng ta là thu được hai ancol và hai ancol này đều có khả năng tách nước tạo ra anken. Như vậy chúng ta sẽ có công thức của X1 bây giờ sẽ là HCOO. Như vậy để tạo ra anken thì nó phải đi từ góc no CN2N cộng 1. Y này sẽ là COO CM H 2M cộng 1 CM H 2M cộng 1. Được chưa? Mình giờ sẽ đi từ một mũi và hai ancol. Rồi, bây giờ bạn nghe kỹ. Bây giờ chúng ta còn có dự kiện là mol CO2 2,5 chưa xử lý nữa. Thì đây bạn có rồi này, số mol của thằng này là 0,3. Đây 0,2. Khi đó em bảo toàn ngay cái C để tìm ra mối liên hệ giữa chúng. Bảo toàn C đi, là sẽ ra. Bảo toàn C nhé. Bảo toàn C thì chúng ta có 0,3 này. Nhân cho M1 cộng N cộng cho 0,2 nhân cho 2 cộng 2M. Và theo đề cho là bằng mol CO2 2,5. Bung ra là 0,3 cộng 0,3N 0,4 cộng 0,4M 2,5 0,3N 0,4M. Em lấy 2,5, em trừ đi 0,3, trừ đi 0,4 thì đây nó bằng 1,8. Được chưa? 1,8. Khi đó chúng ta sẽ chia hết cho 0,1 thì đây N cộng M 3N cộng 4M bằng 18. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn MN thôi. Ở đây mình sẽ rút ra được là M bây giờ sẽ bằng 18 trừ 3N chia cho 4. Bây giờ chúng ta xét với N bằng 1. N bằng 1 thì M bằng bao nhiêu? 18 trừ 3 chia 4, 15/4 loại. Xét N bằng 2 thì M bằng 18 trừ 3 nhân 2 chia 4 thì kia bằng 3, được. N bằng 3, 18 trừ 3 nhân 3 chia 4, 9/4 loại. N bằng 4, 3/2 loại. Nếu nó bằng 5 thì cũng loại luôn. Như vậy chúng ta chọn được nghiệm duy nhất đây. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được, chúng ta sẽ suy ra được Y chúng ta bây giờ sẽ có công thức là COO. COO
M bằng 3 thì bây giờ nó là C3H7. C3H7. Cái thằng này là C2H5OH này. Đây là C3H7OH. Hai thằng này thì đều tách nước được em nhé. Rồi. Tiếp. Số mol nó có rồi, 0,2. Từ đây chúng ta sẽ tính được khối lượng của y. COO là 44 nhân 2. C3H7 nhân 2 luôn. Rồi, em nhân cho 0,2. Thì đây bằng 34,8. 34,8. Và nó là một câu hỏi dễ nha, không khó. Mấu chốt là bạn phải hiểu được cái đoạn mà thầy phân tích đấy. Bây giờ mấu chốt làm đúng đoạn này này. Đây. Bạn phải hiểu đoạn này ha. Đoạn này là gì? Đoạn này nếu mình hiểu sai vấn đề coi như là sai hết. Mấu chốt nằm đúng đây. Vậy thôi. Được chưa bạn? Theo mình dự đoán là như vậy. Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu A. Rất dễ.